mấy bạn là hai cha con mình đã có đó tại địa điểm suối đâu nhớ vậy. Em cháu mình là hồ. À, hôm nay mình và ba mình sẽ mang theo cái thiên pha bơm ở đây và chăm cá ở đây không nhớ vậy. Rồi, ok. Let's go. Ba mình mới chăm được cá nha các bạn. Cá nhóc nha các bạn. Dạ. Cá gì vậy các bạn? Dạ. Giờ ba chăm ba lớn rồi. Hôm ba mình chèo thuyền tao đánh kêu không nhớ mấy bạn mà mới có hai con à mấy bạn ơi. Hôm nay chắc không có đồ ăn quá mấy bạn. Giờ dầu cũng đã thôi giờ mình sẽ bỏ cá. Bỏ hết vô luôn. Coi. Rồi vô. Rồi nhìn cũng tay nha. Bóc tay được không? Chị đổ nước vô gì dơ tanh dữ. Hết chưa? Rồi bỏ vô. Lấy đũa tao. Nóng không? Hơi nóng hả? Ủa. Rồi nhắc đi. Nhắc đi. Gì vậy? Ai biểu. Rồi nhắc bảo quen bên. Cái đũa có con chịu không? Bỏ đi cục đá kìa, kìa cục đá kìa. Coi cho đổ mất ăn nha. Đấy cục đá đây được không? Sao cục đá đây không được nè, cục đá đấy. Đá đấy bình mà. Đó, làm gì rớt đâu sợ. Giờ mình sẽ đổ nước chưa nha các bạn. Đổ một chai bớt hơn. Hay nó nhiều. Nấu xong này luôn hơn. Rồi được ạ. Được không? Ừ, lấy hai cho con ăn bớt ạ. Bỏ vô có ăn chanh non, đói bụng quá. Được chưa? Bỏ hết vô luôn, rồi được giờ bỏ hết vô luôn đi. Bỏ hết khỏi ra. Ừ, bỏ hết vô luôn. Đờ, đúng là đầu biết nấu thiệt là gì. Nóng hơn. Nó giác của tự chính. Chính chưa? Nóng quá. Dạ. Đấy mà còn nóng. Chính chưa? À, nêm muối. Nêm muối vô. Nêm coi thử vô ăn chưa? Dạ. Nó tan ra anh. Nóng quá trời ơi. Gì nóng trời. Có một chút lửa đây mà nóng. Rồi. Nếm thử coi vừa chưa? Từ từ. Thấu. Ngon không? Từ. Nóng quá. Mày không? Vừa luôn hơn, vừa ăn hơn. Vừa ăn rồi hơn, rồi ăn thì ăn luôn, khỏi cần niêm nếm nữa. Rồi, giờ đã chín rồi, nhấc lên ăn con, chín rồi ạ. Ngồi chỗ này ở đây. Ở đây hơn. Con nhấc nào không? Hay đỡ ba nhấc? Bỏ vô mâm nha các bạn. Chị múc rau luôn mà. Nóng quá.
Hút rau chi? Hút nước ra chi? Dạ. Hút cá thôi chứ. Thì con múc con rơm. Một con gì ta? Ủa cá đi đâu hết rồi? Cái nó này là cá ít không rau nữa. Chủ yếu mình ăn rau mà, lo gì. Rồi con ăn đi, đừng có múc ra nhiều, từ từ múc nữa. Ăn đi. Muối đâu? Muối đâu bỏ lại. Rồi chanh đâu? Mình vô luôn. Được á, rồi, anh đi. Hết muối luôn hả? Okay. Rồi, mình vô. Một miếng hay không? Mình hai miếng, ba miếng gì được, tùy con. Con ăn muối, muối không ăn muối tây ninh hả? Mời các bạn nha. Mời các bạn ăn cùng cho con mình nhé. Mời bạn tô nha. Con gì nhá, tụi bay dùng quần hình mắt con à. À, không quá.
đây là bữa nay cá cá con. Rồi bạn miếng luôn nha. Đây là buổi á đi qua trên mà làm trên cá luôn nữa. Ngon. Wow, làm những bia giải khác nha các bạn. Mời các bạn cái nha. Ăn khuôn long bia nè, thử cũng không? Khuôn long thứ hai nhớ lẹ. Một tiêu ấy. Hai mén. Thơm. Mấy cái con gì nó bay khó chịu hơn. Bay xung quanh mắt này. Do vô mùa hè không bà. Hết muối rồi. Muối gì hả bà? Muối rồi con rồi. Bị muối đây hết rồi. Muối đây nè, muối đây nè. Muối con năm ấy. Dạ, nó sang chảy vô. Vô mấy, vô đây hết rồi. Này do bạn ăn muối đây không á. Ngon bữa đấy, ngon này con. Đây đầy đủ không? Có đi rồi không ạ? Đây con thấy mệt hả? Đây đấy. Đi sâu vào thằng sách nữa. Giờ đi tìm hoa ấy. Đi đi rồi, đi sâu đi bộ. Đi tìm hoa nữa. Ăn hết luôn hả? Dạ. Thôi vậy ơi. Đó, anh cũng đã hết rồi nha các bạn. Giờ hai cha con mình sẽ kết thúc video tại đây đỡ mình giờ. Rồi con. Nếu video này mấy bạn thấy hay cho mình xin một like và một lượt đăng ký và subscribe và nhấn chuông thông báo để nhận những video mới. À mấy bạn ủng hộ kênh mình nha. Mấy bạn đỡ ta kênh mình có động lực đỡ lên những video như thế này. Giờ thì bye bye. Bye bye các bạn nha. Rồi.